Ngày nào cũng vậy, những người dân này tới các bãi rác ở thủ đô Manila từ sáng sớm tìm kiếm thức ăn cho cả gia đình. Thức ăn không cần phải ngon, chỉ cần không làm họ mắc bệnh là được. Cứ cầm đi, miếng thịt này chưa hỏng đâu. Tôi sẽ mang nó về nhà, luộc qua, rồi sau đó chế biến theo ý mình. Người dân Philippines gọi thực phẩm vứt đi nhưng được tái chế là pak pak. Pak pak chính là thứ nuôi sống khoảng 13 triệu dân số Philippines không đủ khả năng có được 3 bữa ăn mỗi ngày. Pak pak cũng giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Ước tính 300.000 tấn cơm thừa bị đổ đi mỗi năm tại Philippines. Ý thức được điều đó, nhiều nhà hàng ở Manila đã tìm ra những cách thông minh để hạn chế lãng phí. Chúng tôi thường phục vụ những phần thức ăn lớn, nên khách hàng bỏ thừa nhiều lắm. Giờ chúng tôi quyết định sẽ làm những suất thức ăn nhỏ hơn. Ngoài ra, nhà hàng của anh Marlon còn tận dụng cả những phần thực phẩm thường bị bỏ đi để chế biến thành đồ ăn như salad hoa chuối, vỏ khoai lang chiên, hay súp vỏ hành tây. Với thực phẩm không dùng đến, nhà hàng của anh quyên góp cho một ngân hàng thức ăn dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vừa giúp đỡ cộng đồng, vừa bảo vệ môi trường, vừa tránh lãng phí.